Hello, chào cô chú anh chị các bạn à. Đây là chùa Hội Khánh Bình Dương. Ở đây là dấu bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Hello, chào cô chú anh chị các bạn à. Hôm nay mình đi chùa. Chùa Hội Khánh Bình Dương. Khá là đẹp luôn. Thì có tượng Phật Niết Bàn khá là to. Anh quay cho mọi người xem luôn. Ở đây có tấm bia đá cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào ngày 30 tháng 3 năm 2010. Đó, có hai câu thơ: khá là đẹp luôn. Đây có hai tượng Phật đá nè, đây có tượng Phật nè, với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở phía bên trên. Đó, khá là đẹp. Đi vòng vòng luôn, quay cho mọi người xem. Đây có tượng nè, Hàng Long La Hán. À, ở đây thì có 18 vị La Hán, 18 vị La Hán, mỗi bên là 8 ông, mỗi bên là 9 ông chứ. Rất là thanh tịnh luôn nè. Bên trong người ta đang tụng ngôi chùa cũng khá là đẹp. Đi vòng vòng nha mọi người, cho mọi người xem. Có tượng thầy tượng lên phía tượng Phật Niết Bàn, phía dưới hai bên có hai con sư tử. Đó, khá lớn luôn.
Ở đây là địa tạng Vương Bồ Tát. Vừa bước vào là có hai bức tượng kim cang, nó khá là to lớn luôn.